thơ hòa thơ. Trong thời đại thông tin và liên tục cập nhật trên trang mạng xã hội ngày nay 4.0, những bài thơ, bài viết là một quá trình đi xuyên suốt châu lục. Hôm nay, vừa bắt gặp hai thi phẩm sướng hòa của hai thi nhân Thoa Phạm và Bùi Đắc. Tôi không là ngôn tử, hay lãng tử cũng không là người bình phẩm văn chương, song chỉ là người mổ điều bài thơ sướng hòa này, đã ngâm phục 10 phần, nên đã viết lên cảm nhận của mình. Việc văn, làm thơ đòi hỏi có sự đam mê cộng thêm thiên phú, không hẳn hầu hết ai cũng có thể viết. Song việc như thế nào để thu hút được đông đủ người đọc, người yêu mến mới là điều quan trọng. Qua hai bài thơ, một sướng, một hòa này, thuộc dạng thơ tự tuyệt, phá cách. Cả hai tác giả đã sử dụng ngôn từ giản dị, êm ái nhưng hồi đủ tính thuyết phục, đã lột tả được tình cảm của mình. Dàn trải suốt trong bài thơ Sáu Khổ, đọc thật thú vị. Bài viết thực sự đã lan tỏa cái chân mỹ, cái mềm mỏng của nghệ thuật để phục vụ nghệ thuật, chúng ta cùng xem. Đêm vừa là lạ thoáng qua sông, Huế của miền Anh bỗng nhợt lòng. Một nghe thu quạnh hồn thu đã, hai ngầm mùi thu lạnh bến sông của tác giả Thoa Phạm. Bên cạnh đó, nhà thơ Bùi Đắc đã thể hiện qua bài hòa cũng không kém phần thanh tao, hòa nhã. Hà nhường thu tình nguyệt lồng song, ấm già trà sen chụp tình lòng. Ngắm ảnh trăng huyền nghe quạnh quẻ, đáy hồn thổn thức trải mênh mông. Ngôn từ là tiếng lòng, sử dụng từ là nghệ thuật qua cách nói của ngòi viết, của người viết. Học giả người Mỹ Dale Carnegie đã từng nói, sự thành công của một người chỉ phần nhỏ là do trí thức chuyên môn, còn chủ yếu được quyết định bởi nghệ thuật. Ở đây tôi chỉ cảm nhận về nghệ thuật sướng hòa. Chúng ta thử quá mục để tận hưởng những âm hưởng của khổ thơ. Có phải rằng anh đã đổi thay, cho khuya nức nở dưới khuya gầy, để trên mắt phố hơn sương lạnh, và trải cõi lòng anh có hay, của Thoa Phạm. Và đây là lời biện luận, tỏ bày, hay còn gọi thơ hòa thơ của thi sĩ Bùi Đắc. Thu nào lặng lẽ đã trôi xa, dẫu làng trong tôi buổi huy ta, lời em hay gió nghe triều mến, ở tầng cung đài vẫn vậy nha. Chuẩn mực từng câu từ cho đến dấu hỏi, thang chấm. Thi nữ Thoa Phạm muốn mượn phố, mượn trăng để nhân cách hóa, để trách, để hơn cái vu vơ của con gái giàu có hay không có, cùng chắp cảnh cho hồn thơ bay bồng bềnh dễ mến. Hoặc giả thu này càng tâm tư, bỗng nhiên xa là biệt môi trừ, giọt cay từng giọt giăng giang phố, thả hồn theo bóng nguyệt tương tư. Thoa Phạm. Còn thơ của thi nhân Bùi Đắc đã thẩm thấu và chuyển hóa vào hồn một cách nhuần nhuyễn, mạch lạc. Có bối rối hay không bối rối, chúng ta lần nữa hãy xem anh sắp nói gì. Sương thu lành lành tiếc đổi thay, tôi hoài thao thức với trăng gầy, giờ đây ngồi ngắm miền cô tịch, nó còn bay bổng hỏi rằng hay. Bùi Đắc, thật là một cặp đôi sướng hòa trổ hoa trong suốt hai bài thơ sướng lẫn hòa đã khiến cho bạn đọc vừa mến phục, khẩu phục, với tôi không ngoại lệ. Đôi dòng cảm nghĩ mong chia sẻ niềm vui chung của hai tác giả, niềm lòng tha thứ cho nhau nếu có điều không phải. Dẫu đã biết người Trung Quốc thường có câu, nhất ngôn dị hưng bang, nhất ngôn dị diệt quốc. Mong rằng mãi mãi là tình huynh, đệ tỷ muội tốt. Trân trọng, xin mời cả nhà cùng nghe. Nguyệt tương tư, bài sướng. Đêm vừa là lạ thoáng qua sông, Huế của miền Anh bỗng nhợt lòng. Một nghe thu quạnh hồn thu đã, hai ngầm ngùi thu lạnh bến sông. Gọt đời lạc lòng cuối gan sương, nửa tím hoàng hôn lỡ dở đường. Anh có bao giờ nghe là trở, gọi chiều an cừu tầng ngàn phương. Mãi hững hờ như chẳng hiểu gì, khỏi lam chiều phù buổi chia ly. Thu xưa cạc bùi mù nhung nhớ, che khoảng trời yêu tuổi mồng thi. Nhiều khi chết lặng ngắm trời xa, nếu nặng cổ kinh sửa chiều tà. Chợt thấy lịch lòng lên đên quá, tưởng mãi về nhau cử rửa mà. Có phải rằng anh đã đổi thay, cho khuya nức nở dưới khuya gầy, để trên mắt phủ hờn sương lạnh, và trải cõi lòng anh có hay. Hoặc giả thu này càng tâm tư, bỗng nhiên xa là biệt môi trừ, giọt cay từng giọt giăng giang phố, thả hồn theo bóng nguyệt tương tư. Hoàng hôn màu tím, thu tịnh, bài hòa. Hà nhường thu tình nguyệt lồng song, ấm già trà sen chụp tình lòng. Ngắm ảnh trăng huyền nghe quạnh quẻ, đây hồn thổn thức trải mênh mông. Nghe xào xạc lạ quyền hơi sương, thời gian ròng rà đã bao giường.
tiếng lòng ai đó nghe trắc trở. Để dòng hương chịu nỗi sầu thương, trăng gió phương này chẳng kể chi. Nỗi lòng an cừu đổi thay gì, chiều thu đó ngỡ xa xăm lắm. Một khoảng khắc thôi, mãi thầm thì thu nào lặng lẽ đã trôi xa, dẫu lặng trong tôi buổi huy tà. Lời em hay gió nghe trìu mến, ở tầng cung đài vẫn vậy nhá. Sương thu lành lành tiếc đổi thay, tôi hoài thao thức với trăng gầy. Giờ đây ngồi ngắm miền cô tịch, nó còn bay bổng hỏi rằng hay. Bùi Đắc. Một lần nữa, chân thành cảm ơn hai thi phẩm. Chúc cả nhà Facebook vui vẻ. Người viết: Bụt Lương.